Đã tìm được con bưởi chưa? Anh đi tìm cùng hết rồi mà không tìm thấy nó. Con bưởi không biết nó có thù oán với ai không? Chắc có người thủ tiêu nó rồi. Ai chứ? Không lẽ là thằng Hải Dương? Không chừng là nó. Hóa ra cậu cũng lừa gạt tôi, cậu cũng gian xảo như cậu Hai Nhơn. Anh Dịch, anh dừng lại đi, nghe lời tôi, đừng trả thù nữa, anh trốn đi đi. Buông tôi ra, nếu không thì đừng giúp. Tôi không buông. Lần trước vì muốn thoát thân, anh đã đâm tôi một nhát dao. Lần này nhất định tôi không buông. Vậy cậu có muốn tôi đâm cậu một nhát dao nữa không? Dù có chết tôi cũng không để anh đi trả thù anh hai tôi đâu. Nghe lời tôi đem về, đừng trả thù nữa. Anh Dịch, anh Dịch.